mình ba ghê vậy á? Thú này rước người ta mà giờ để bị cút bộ về vậy nó mệt ghê á. Gãy chân luôn rồi nè. Trời ơi, say sẩm mặt mày. Mẹ. Ủa sao ngồi đây? Trời ủa ơi. Ủa mẹ nhớ là con, cái lớp học thêm của con là đi ra về từ hồi lâu lắm rồi mà sao giờ này mới về tới nhà vậy? Thì đó, ba nói với con là ba rước con á, xong rồi hả ba không rước, để con đi bộ về mỏi chân muốn gãy cặp chân con luôn vậy á mẹ. Ba không đón con luôn. Ừ. Mà con có gọi cho ba không? Dạ có, con gọi cho ba, ba ok rồi mà. Nhưng mà có một người phụ nữ bắt máy, con tưởng là mẹ chứ. Thôi chết rồi, không được rồi. Hồi nãy lúc mẹ gọi về kêu ba con đón, mẹ cũng nghe một dòng phụ nữ ok. Mẹ tưởng là con ok, tưởng đâu là ba đón con về rồi. Ồ, trời chết rồi, như vậy là ba con có phụ nữ. Mình ơi, đi ra ăn sáng xong rồi đi làm nè. Ủa quên nữa, bữa nay ông đâu có đi làm. Cà phê đá, cà phê đá. Không, mẹ không có uống. Vậy đâu con, không pha cho ba. Pha cho ba. Dạ, cà phê đá, ba rất là mê. Cô tính xin sở gì hả? Xin ông mẹ. Mà mẹ dạy hoài hả? Dạ. Thí dụ như con muốn xin ai bất cứ một cái gì đó thì con phải thể hiện hết cái tấm lòng của mình. Mà muốn thể hiện hết cái tấm lòng của mình thì con phải tìm hiểu coi người ta có cái sở thích như thế nào thì dạ, con mới xin được. Ba không bao giờ uống cà phê đá. Ủa? Ba chỉ uống cà phê sữa thôi. Dạ. Dạy hoài không biết chừng nào mới lớn nữa. Ông chết già, phải kêu ổng xuống ổng ăn chứ, để ổng nói mình không kêu ổng nữa. Mình ơi, mình à, xuống ăn sáng nè. Rồi, đang xuống nè. Trời đất ơi, cái gì mà được có một ngày nghỉ à. Ngủ chưa có đủ giấc gì mà léo nhéo ồn ào quá. Mình hôm qua mình dặn em là kêu mình dậy mà, rồi làm bún cho mình ăn nữa. Vậy hả? Nhìn cũng hấp dẫn ha. Thơm không mình? Thơm. Ba. Ủa? Dạ, đây là ly cà phê sữa tình yêu mà con dành tặng cho ba ngày hôm nay. Trời ơi trời, con gái cũng phải giỏi dữ vậy ha. Lâu lắm rồi mới được uống cà phê con gái nó pha cho nha. Dạ. Ủa sao mà sao nó cái màu nó hơi ngộ à? Dạ không không, cái đó là con trang trí cho đẹp thôi ba. Chứ bên trong chất lượng hay lắm. Nè, yeah, để ba thử thôi ha. Dạ. Mình đi vô đánh răng rửa mặt đi rồi hãy ra thử cho nó mới ngon. Vậy thôi để ba vô đánh răng rửa mặt đi, rồi ra lựa thưởng thức cái ly cà phê con gái yêu của ba đi nha. Dạ. Dạ. Cái gì mẹ? Mình bớt nịnh được không? Nấu nịnh. Mình nịnh thì mình cũng nịnh trong cái lòng thôi, đừng có thể hiện ra bên ngoài để người ta phát hiện, hiểu không? Ủa con thể hiện rõ gì luôn hả mẹ? Đúng rồi, mặt con rất nịnh. Mà mẹ hỏi nè, pha cà phê cho ba là có pha giống mẹ hay không? Ba là ba uống cà phê sữa là sữa phải được nấu bằng nước sôi xong rồi mới chế vô cà phê, chứ không phải mà chế sữa đặt trực tiếp vô cà phê đâu. Làm như vậy là ba uống ba bị chột bụng đó. Trời ơi, mẹ yên tâm, con làm như những gì mẹ chỉ mà. Bộ bình thường mẹ pha cà phê cho ba con hay lén nhìn lắm hả? Con lắm la lắm lúc mẹ không biết đó. Rồi xong xuôi hết rồi đó. Dạ, ba uống cà phê. Uống thử ha. Thôi thôi, để uống thử cà phê của con gái ba pha nha. Dạ. Mà thấy cái màu nó hơi lạ nè, nó ngộ ngộ. Nó không ngon bằng em pha đâu mình. À, chắc vậy quá. Ủa, con bỏ cái gì trong này vậy? Dạ, thì cà phê với sữa. Thì cà phê đúng là có mùi cà phê, sữa cũng có mùi sữa, nhưng mà sao nó... Thôi kệ đi. Con gái pha là bà uống ngon là được rồi. Dạ. Bam. Rồi. Rồi thôi, có đi học đi đi, nhanh lên. Bây giờ đi học thêm mà đúng không? Dạ. Hay vậy con đi ha ba ha. Thì đi đi. Thì vậy thôi con đi ạ. Nhìn cái mặt này tôi biết muốn cái gì nè. Muốn
gì đó ba. Tôi đi guốc cho bụng mấy người đó. Nè, ba cho như vậy thôi nha. Dạ con cảm ơn ba. Tranh thủ đi học thêm đi, có gì gọi điện thoại cho ba, ba đón. Dạ con biết rồi. Chị hai mẹ con đi học, ba con đi học. Ba uống thêm, uống thêm. Được rồi, để đó chút ba uống hết bây giờ mà. Mình uống cà phê đi nghe. Nhìn cái mặt là biết chân thật dễ sợ luôn. Có cái gì đó không ổn cái gì á. Mình ơi. Hả? Bây giờ em đi chợ nha. Mình cứ uống cà phê rồi mình ăn sáng xong rồi mình đem xuống dưới bếp đi. Rồi tí nữa em về em rửa cho. Em tranh thủ đi chợ rồi ghé qua bệnh viện em thăm dì luôn nha. Ủa vậy em qua thăm dì hả? Dạ. Rồi có mua gì cho dì chưa? Dạ có, em chuẩn bị xong hết rồi. Em đi cỡ 10 giờ em về hả? Có gì em gọi nha. Rồi có gì gọi điện thoại cho tôi ra tôi đón bà nha. Dạ thưa mình em đi. Ai... Ủa cô là dạ em xin phép được ngồi. Dạ em xin phép được tự giới thiệu, em tên là Trúc, em là hàng xóm mới của anh á, em ở bên nhà Phước Lộc nè. Em là dì của tụi nó đó anh. Rồi dạ. tôi có nghe cả xóm này nói rồi. Anh sao vậy? Tôi không sao, không sao. Mà cô qua đây có chuyện gì không? Dạ thật ra là em đang chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng mà mấy cái áo của em á, nó tự nhiên dạo này nó bị xúc chỉ ra nè anh. Cái này cũng bị xúc chỉ ra luôn. Ồ, cho hả? Nên là em ghé nghe em mượn anh cái kéo, em làm biến về nhà lấy cái. Ủa, kéo. Dạ. Qua đây mượn cái kéo thôi hả? Dạ, tình làng nghĩa xóm cho mượn cái kéo. Rồi tôi hiểu rồi, vậy là qua đây mượn cái kéo. Bây giờ tôi phải đi lấy cái kéo cho cô mượn đúng không? Dạ. Vậy cô đợi tôi một chút nha. Dạ. Ổn không anh? Ổn không? Ổn. Dạ. Ổn. Đợi tôi chút nha. Dạ, ok anh. Ôi. Dạ anh ơi, anh có điện thoại nè. Chắc là mình phải nghe giùm rồi. Alo. Ba, 10 giờ ba đón con nha ba. Ok. Dạ, kéo, trời kéo. Anh đưa cái mà em tưởng muốn đâm vô mắt em luôn. Nè, cô chút gì dạ. Đó bây giờ cô cứ cắt cái gì đó rồi cô cắt xong rồi cái kéo cô cứ để đây trên tôi, trên bàn cho tôi nha. Dạ. Trời ơi, bực mình ghê á, phân tâm dễ sợ luôn. Làm gì mà gọi hoài nghe giùm mệt lắm biết không. Mình ơi, em xong rồi mình qua đón em nha. Ok. Alo. Dạ đang qua nè, đang qua. Rồi, đợi xíu nha. Rồi qua tới nè. Trời ơi. Lần đầu tiên trong cuộc đời. Trời ơi. Cũng tại cái ly cà phê quái quỷ này nè. Cái con bé Thư này dám đầu độc mình bằng cái ly cà phê này. Về đây biết tay của tôi. Ủa mà sao giờ này chưa tới hai mẹ con mới về nữa. Riết là tôi hiền quá mà. Nói 10 giờ về mà chưa thấy mặt mũi đâu hết trơn à. Tôi hiền quá mà. Thiệt là tức dễ sợ thiệt tức mà. Đi đâu mà giờ này chưa thấy về. Hai mẹ con nhà này riết là coi mình không ra cái gì hết trơn à. Đi từ sáng giờ cho đi ăn được đúng cái tô bún à. Hmm.
Ôi da. Đó đó, chịu về rồi đúng không? Con ngồi xuống đó. Hai mẹ con nè, bây giờ tôi hỏi nè, đi đâu? Đi đâu làm gì mà giờ này mới chịu về? Xong đợi trời tối luôn là về luôn. Tại ông mà tôi mới về trễ đó. Mắc mới gì tại tôi? Còn con nữa, con có biết là sáng nay con làm cái chuyện gì không hả? Con pha ly cà phê, con pha sữa chưa có chín đúng không? Con có biết là ba bị đau bụng, ba ôm cái toilet từ nguyên một ngày nay không? Ủa, dạ ba bị đau bụng hả ba? Còn phải hỏi nữa hả? Nhưng mà con... Dạ, dạ gì ba? Dạ lại đây. Dạ gì ba? Dạ cái tiền hồi sáng. Nhanh. À, người ta thường nói là của đi thay người. Bây giờ á, tiền cũng mất mà ba còn có thêm đau bụng nữa, thì coi như hôm nay ba xui vậy. Trời đất ơi, còn nói được vậy nữa hả? Hả? Cái tội của con để đó nha, ba sẽ xử lý con sau. Thôi, bây giờ mình tập trung vô chuyên môn, mình quay lại vấn đề cũ. Bà muốn cái gì nữa? Em phải hỏi ngược lại anh là lý do tại sao anh nói anh đón em rồi mà anh không đón. Dạ đúng rồi đó ba, con gọi cho ba, con nói là 10 giờ ba rước con nha. Ba ok cho đã xong, con thấy đâu hết trơn á. Bây giờ hai mẹ con nói xong chưa? Rồi. Tôi không có nhận được cuộc điện thoại nào hết á. Rõ ràng là có, hai mẹ con tôi gọi về, có nghe ok. Lúc đó tôi nghe một giọng nữ, tôi lại nghĩ đâu là con Thư nó nghe điện thoại. Dạ con cũng vậy, con lại nghĩ mẹ nghe điện thoại. Không lẽ ba... Ai? Ba có bù nhí hả ba? Nói tầm bậy nha. Ai nghe điện thoại của ông hả? Ai nghe điện thoại của ông mà một giọng nữ mà lúc đó không hề biết là sao? Tại sao có một giọng nữ giữ điện thoại của ông rồi nghe điện thoại của mẹ con tôi? Tôi có biết cái gì đâu trời. Rõ ràng là có. Nè, ông mở ra ông coi coi có phải là tôi có gọi cho ông, con có gọi cho ông không? Ủa đúng rồi, 9:20 nè. Ủa ai nghe vậy? Còn ủa ủa nữa hả? Không biết thiệt. À, ông giống bù nhí ở đâu? Không có. Ông đợi mẹ con tôi đi ra khỏi nhà rồi ông dắt mèo dắt mã về đây đúng không? Ông giấu con mèo đó ở đâu? Ông nói cho tôi nghe coi. Không có. Là tôi đó. Ai vậy? Dạ em chào chị. Dạ em chào anh. Ừ, chào con. À, chắc là ở đây thì có mình con chưa có biết cô là ai đúng không? Một chút nữa cô sẽ giới thiệu. À, anh ơi, hồi nãy á, em qua em mượn anh cái kéo để cắt mấy cọng chỉ dư của em á. Xong rồi thật ra em có nghe điện thoại của chị với cháu. À, lúc đó thì tại vì em thấy anh bận quá chị, em thấy anh bận quá em nghe giùm á. Em nghe giùm xong rồi lúc mà anh ra thì em vội quá em chạy em đi công chuyện. Thì em chạy đi công chuyện được chừng 2-3 tiếng sau cái em mới sực nhớ. Em sực nhớ là em phải chạy về em nói với ảnh đi đón chị với cháu. Mà em về tới đây thì em thấy gia đình mình đã đầy đủ đoàn tụ rồi. Em rất mừng cho gia đình. À, sẵn đây em cũng có một món quà cảm ơn cái kéo của anh. Dạ, em gửi cho anh. Ăn lấy thảo anh nha. Cảm ơn cô Trúc nha. Con yêu. Chắc là ở đây có mình con chưa biết cô là ai đúng không? Cô sẽ giới thiệu với con nha. Cô xin được tự giới thiệu với con. Cô chính là cô của chú Phước và cô Lộc ở bên đây nè. Đó. À, cô là hàng xóm của con, tụi nó kêu cô là gì thì cô ở bên đây thì cô lên bên đây chơi rồi này kia. Đó, câu chuyện là như vậy đó con. Dạ, ừ. Dạ hết chưa cô? Hết rồi. Ủa, ba mẹ con đâu rồi? Dạ, chắc là đi trốn. Đi trốn? Trốn ai giờ này? Trong gia đình, đôi khi có những hiểu lầm xảy ra, nhưng hãy cố gắng bình tĩnh, ngồi xuống đối thoại cùng nhau. Đừng để những xáo trộn trong gia đình bởi những vấn đề không đáng.